Hello, xin chào mọi người. Hôm nay gia đình mình sẽ đi chợ Ansa đúng không? Ansa Market. Ansa Market. Cái chợ dẫn kiểu là cái khu đa văn hóa mọi người, thì ở đó là có rất là nhiều tiệm Việt Nam. Ở đó thì ví dụ mọi người muốn tìm đồ Thái, đồ Việt Nam, đồ gì cũng có luôn. Mình đã sang đây được 2 tuần rồi và thực sự rất là nhớ đồ ăn Việt Nam luôn, cho nên hôm nay mình sẽ đi Ansa, đi chợ Ansa để mua ít đồ. Mình sẽ mua mắm cái về chấm với thịt luộc ăn. Xì hứa. Lạnh không con? Úi chà, chiều con gấu. Ôm mà. Ôm mà. Ôm mà. 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 Ôm mà. Dễ thương kìa. Ya, 오빠 파킹 잘했어 이번에. 잘했어. 야, 점점 잘하는데? 잘하시네. 랄랄랄랄라. 우리 똥꼬 우리 똥꼬 우리 똥꼬. 야, 여기 위치 잘 봐둬. 그래? 우리 일단 여기 먹어볼래? 그래? 그냥 가볍게 가자. 야 잠깐만. 나 지금 며칠 안 지냈거든. 야 일주일 했거든. 그러네. 자, 늦 mắm cái mọi người. Bạn nào có biết ở Hàn Quốc bạn nào có biết chỗ nào bán không? 나 그냥 그냥 뽑어. 하? 뽑어 뽑어. 아 뽑어? 응. 아 그래. 아빠 앉아. 내가 씻을게. 알았어. 저 lại máu. 아. 아니야. cho một phở bò. Cơm rang dưa bò. Bún chả ở đây là bún chả kiểu bún thịt nướng. À bún thịt nướng á hả? À chứ không phải là bún chả chấm mắm. À vị trong thịt. Không có chả chỉ có thịt. À dạ dạ dạ. Em ở Quảng Nam à hay là Đà Nẵng? Đà Nẵng. Đà Nẵng. 말만 들어도 알아. 아. 이제 오빠 느낌가 일단 어떻게 살아가 알았어.
mình đã sang đây được tầm khoảng 10 ngày rồi thì mình cách ly ở nhà của ba mẹ chồng luôn. Đó, cho nên là sau khi mà hết một tuần cách ly thì tụi mình đi tìm nhà đó. Thì hôm qua thì tụi mình đã tìm được một căn chung cư ở Ansan nha mọi người. Thì tụi mình sống ở Ansan, nó cũng cách Seoul tầm khoảng là 1 tiếng đồng hồ. Thì tụi mình tìm được một căn nhà thì mình thấy cũng ưng ý, nhưng mà mình kiểu bị sốc với mọi người, bởi vì giá nhà ở bên này kiểu nó rất là khác biệt so với Việt Nam. Kiểu ở Việt Nam mình, đúng không, ví dụ như là tôi muốn thuê nhà chẳng hạn, là đi tới chỗ văn phòng bất động sản hoặc là lên mạng coi á, thì kiểu là người ta dẫn đi rất là nhiều chỗ, nhà cũng có rồi căn hộ cũng có, và đặc biệt là như mình ở Đà Nẵng á, thì căn hộ rất là nhiều luôn, nhất là cái thời corona nữa, rất là nhiều và rất là rẻ. Một tháng thì tầm khoảng là một căn hộ 2 phòng ngủ thì chắc tầm khoảng 10-15 triệu thôi đó. Nhưng mà ở đây thì nó khác hoàn toàn mọi người, nó rất là ít chung cư cho thuê luôn, mình cũng không hiểu lý do tại sao nữa. Rất là ít chung cư cho thuê và cái tiền đặt cọc nó rất là cao luôn. Ở Việt Nam mình ví dụ đặt cọc là 1 tháng 2 tháng tiền nhà, đúng không, nhưng mà bên này á là tùy theo căn hộ mà người ta đặt cọc nha. Ví dụ như căn hộ mình chuẩn bị dọn vào ở đây á thì đã đặt cọc là 1.3 tỷ đó mọi người, dã man đó. Còn tiền nhà mỗi tháng sẽ là tầm khoảng là 1 triệu won đó, thêm phí quản lý này kia nữa là 1.200-300 won gì đó. Thì một tháng tiền nhà sẽ rơi vào tầm khoảng là 25-26 triệu tiền nhà thôi đó mọi người, và số tiền đặt cọc thực sự rất là lớn luôn đó. Cho nên là mình cứ bị sốc luôn, dù đã chuẩn bị tâm lý hết rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy là hơi sốc. Và mình sẽ quay cái căn nhà đó cho mọi người coi sau nha. Thì hôm nay thì mình với Jun sẽ đi coi qua một cái số đồ nội thất, bởi vì khi mà mình dọn vào nhà ở thuê nhà thì cái căn nhà đó kiểu là nó không có một cái gì luôn nha mọi người, có không phải là mình dọn mình ở liền đâu, mà không, ở bên này là khi mà nhà cho thuê là nó trống trơn luôn, không có gì hết trơn á. Chỉ có những cái thứ cơ bản ví dụ như là bếp núc đó, thì nhà vệ sinh đồ này kia, nó cũng không có giường, không có tivi, không có gì hết trơn á. Nói chung là mình phải tự mua từ đầu từ A tới Z. Sẽ phải là tốn một số tiền khá là lớn, nhưng mà biết sao giờ, kiểu là ở Việt Nam á mua trơn rồi, nhà cái gì cũng có chơi, em ơi, sang đây kiểu làm lại từ đầu, con số không, cái gì cũng phải mua lại từ đầu. Mọi người cảm thấy là cũng khá là sao ta, không biết nói sao nữa. Gặp mọi người thì mọi người sao. Hy vọng là sau này mình sẽ đủ tiền mua nhà ở Hàn Quốc. Nhà ở Hàn Quốc nó giá nó cao lắm mọi người ơi, giả ma, mà nó tăng kiểu nó tăng chóng mặt luôn á. Năm vừa rồi á, 2 năm vừa rồi nó đã tăng giá nhà ở khu vực Seoul cũng như là gần Seoul, nó tăng gấp đôi luôn mọi người. Ví dụ như căn nhà 6 tỷ bây giờ là thành 12 tỷ. Chả mà. Cho nên là không biết bao giờ mới đủ tiền mua nhà ở Hàn Quốc, cho nên là mình cứ tạm là thuê ở cái đã. Mọi người thì ông đang ngủ rồi, bây giờ thì mình sẽ thay đồ xong mình sẽ ra ngoài nha mọi người. Ở bên ngoài là kiểu là cây nó trơ trụi hết trơn mọi người, vì mùa đông á kìa. Nhưng mà tầm khoảng 1 tháng nữa thôi là cái cối lại xum xê và sẽ tới mùa hoa anh đào nữa. À, cũng lắm.내 차가 그냥 항상 반짝반짝 거려. 왜 웃어? 잉! 어쩐지 좀 이상하더라. 다시 또. 알았어. 가자! 뭔가 귀엽다. Chào mừng các bạn đến với trung tâm mua sắm nội thất IKEA. Đây là một nhãn hàng nội thất của Thụy Điển nha. Và khi mà mình vào đây á, thì các bạn có thể tìm mua đủ mọi thứ trên đời mà ngôi nhà của mình cần. Mình nói theo nghĩa đen nha mọi người, nghĩa là tất cả mọi thứ trên đời liên quan đến trang trí nhà cửa thì mình đều mua được ở đây. Ngoài ra cái điểm mình thích nhất ở đây á, là họ có những cái khu trưng bày
Đó là những cái sản phẩm đã được mix and match sẵn như một căn phòng hoàn chỉnh, kiểu là gợi ý cách decor phòng á. Đó, có rất là nhiều kiểu phòng như là kiểu cá tính nè, kiểu dễ thương nè, cute nè, phòng có gia đình có em bé nè, rồi hay là phòng cho người độc thân, hay là thậm chí là có phòng cho các thanh niên nghiện game luôn nha mọi người. Nói chung là muốn cái kiểu gì á thì ở đây cũng có luôn. Vô đây kiểu cái gì cũng muốn bợ về hết đó mọi người. Và đặc biệt là nếu mình muốn mua cái gì thì mình chỉ cần chụp hình cái tag của sản phẩm, rồi khi nào xong thì mình đưa cho nhân viên, người ta sẽ dựa vào hình ảnh chụp tag rồi người ta lấy đồ cho mình chuyển về tận nhà nếu mình muốn. Rồi ở đây có rất rất là nhiều đồ luôn mọi người. Mình đi mà nói thiệt là đi 2 tiếng vẫn chưa thể hết được cái khu này luôn á. Nói chung là ai mà thích để coi nhà cửa thì đây thật sự đúng là thiên đường luôn, đi cả ngày cũng được. Papa, bố mua chip hả? 많이 먹어도 되지. 하지만 맛있겠다. 그치? 야, 다 먹어. 저 쟁반을 거기다 놔야 돼. 그러니까요. 자기 뭐 먹고 싶은 거 있으면 여기서 또 주문해야 수 있어. 감냐. 아. 아, 그냥 라이브. 너가 볼래?